Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với công cụ ChatGPT ngay ở trên trình duyệt, đó là trình duyệt Microsoft Edge của Microsoft. Thì chúng ta sẽ dùng một cái gọi là ChatGPT, Chat OpenAI. Sau khi gõ Chat OpenAI GPT này thì nó sẽ hiện lên cái đường dẫn, đó là chat.openai. Ok, login, continue, continue. Ok, sau khi thực hiện cái thao tác đăng nhập như vừa rồi ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện một vài cái sample này. Đấy. Gửi. Ok. Một sự cố đã xảy ra, đó là cái chat.openai, đây chính là cái giao diện của thực thi của cái con lệnh ChatGPT này. Thì nó đang có một cái lỗi, đó là có là quá nhiều người đang truy cập ở trong 1 giờ này, và làm ơn thì thử lại sau. Ok, vậy thì cái ChatGPT OpenAI thì mấy hôm trước còn hoạt động ok, nhưng mà hôm nay thì nó đã bị quá tải rồi. Cho nó chúng ta sẽ chuyển sang một công cụ khác, đó là cái công cụ Merlin. Merlin này thực chất đó là một cái tiện ích của Google. Các bạn có thể truy cập vào cái đường dẫn như sau, đó là Merlin ChatGPT. Đấy, nó hiện ra cái Merlin OpenAI ChatGPT Power Assistant này. Sau đấy thì các bác nó nằm ở trong cái hàng Chrome này. Sau đó các bác ấn vào đây để thêm cái Merlin này vào trong cái tiện ích của Google Chrome nhé. Sau khi vào Google Chrome xong thì sau khi cài đặt xong tiện ích đấy thì đây là cái biểu tượng tiện ích này. Chúng ta sẽ vào đây này. Đó, vào đây. Sau đó chúng ta sẽ vào cái Merlin Dashboard này. Ok, chúng ta tạm thời là bỏ hết tất cả những cái lần trước đi. Ok. Đấy. Bây giờ thì hôm nay thì mình được 15 câu hỏi và 2 câu hỏi thì đã dùng mất rồi. Đấy. Do đó nên là chúng ta sẽ còn 13 câu hỏi. Đấy. Để hiển thị ra cái hộp thoại chat thì chúng ta sẽ kích nút vào cái phần Dashboard này. Nó hiển thị ra cái phần Control M để hiển thị ra cái hộp thoại chat giữa cái này với cái này. Ok, anh em băn khoăn gì nhất nhỉ? Đối với phương diện của một người kỹ sư hay là một người sinh viên mới ra trường thì anh em sẽ băn khoăn điều gì nhất khi mà học ngành tự động hóa này? Đúng rồi, đó chính là mức lương. Thì đi ngay vào vấn đề của chúng ta, đó là mức lương của anh em tự động hóa. Mức lương khởi điểm của sinh viên tự động hóa mới tốt nghiệp là bao nhiêu? Chấm hỏi. Enter. Request overload, try again 4 second. 4 second. Có vẻ như nó đang bị sai một chút. Mức lương khởi điểm của sinh viên tự động hóa mới tốt nghiệp thường từ 1,2 đến 2,2 triệu mỗi tháng. Thì có vẻ như hơi sai đúng không? Mới ra trường của kỹ sư tự đây. Kỹ sư tự động hóa mới ra trường có mức lương khởi điểm dao động từ 5 triệu rưỡi cho đến 10 triệu. Thì có vẻ như cái thông tin này nó đúng hơn so với cái thông tin trước đúng không ạ? Thì thế nên là rất là nhiều anh em thấy rằng là mức lương khởi điểm của anh em mới ra trường có vẻ hơi thấp so với những cái ngành khác như ngành IT, ngành thiết kế đồ họa, ngành truyền thông, ngành vân vân, ngành sale, ngành nước các thứ. Thì người ta trả cho các bạn là với cái mức lương này thôi. Tại vì mới ra trường thì các bạn đã làm được gì cho công ty đâu, đúng không? Đấy, do đó nên là cũng chưa có vấn đề gì nhiều. Ok, vậy thì mức lương khởi điểm không? Vậy thì mức lương trung bình nếu như mà mức lương khởi điểm chỉ là từ 5 đến 10 triệu, vậy thì mức lương trung bình của cái sự tự động hóa là bao nhiêu? Vậy như thời gian này đang hoạt động, mọi thứ hoạt động đang hơi bị quá tải.
cái sự tự động hóa có thể liên kể đến các nghề như công nghệ thông tin này, điều khiển tự động, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Theo các báo cáo thì mức lương trung bình của các kỹ sư tự động hóa sẽ là từ 8 triệu cho đến 13 khoan, từ 8.000 đến 13.000 USD mỗi năm, tính toán một tí nha. 12.000 đô mỗi năm thì trung bình là mỗi tháng các bạn sẽ kiếm được khoảng 1.000 đô, đúng không? Mỗi tháng kiếm được 1.000 đô thì trung bình ra là khoảng được là tầm 20 triệu. Ok. Vậy thì có vẻ như là cái mức lương này cũng rất là ok, đúng không nào? Đấy, do đó là nếu như mà anh em nào mà trong nghề mà chưa đạt được cái mức lương tầm khoảng 1.000 đô ấy thì nên xem xét lại, tại vì cái mức lương là trung bình, tức là sẽ có người cao hơn, có người thấp hơn. Đấy, tuy nhiên thì mức lương trung bình đã là 1.000 đô một tháng rồi, đó là anh em cố gắng nhá. Ok. Mức lương trung bình này, mức lương cao nhất đi. Cao nhất tại Việt Nam. Ok. Đây, cái này mới chính xác này. Kỹ sư tự động hóa tại Việt Nam có thể làm việc với các mức lương khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ. Bảy mươi triệu rồi, ôi trời, mức lương cao nhất mà có thể chạm tới của một cái kỹ sư tự động hóa với cái kinh nghiệm và trình độ thì là 70 triệu. Ok, bây giờ chúng ta chúc tức là ông này làm cao nhất là sẽ là tầm này. Vậy thì mức lương trung bình thôi của kỹ sư tự động hóa tại Việt Nam đây. Ôi trời. Kỹ sư tự động hóa tại Việt Nam có mức lương trung bình là 8 triệu 500 theo đóng theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2019. Vậy thì 2019 cách đây cũng rất là lâu rồi, đúng không nào? Và mức lương này thì có thể là nó sẽ du di hơn một chút, do đó nên là anh em mà nào mà được tầm 8 triệu là trên dưới 8 triệu mới ra trường thì cũng không quá là ngạc nhiên nhé, tại vì đây là mức lương khởi điểm của mọi người, mức lương trung bình của tất cả mọi người. Ok. Xét qua một chút về mức lương như vậy thì anh em thấy rằng là với một cái mức lương như vậy thì chúng ta cũng rất là đủ sống, đúng không nào? Và vì là nó đủ sống rồi, cho nên là chúng ta sẽ không quan tâm nhiều đến mức lương nữa, chúng ta sẽ quan tâm tới một cái khác, cái hay hơn, đó chính là các cái thông tin liên quan tới cái chuyên ngành của chúng ta. Đấy. Bây giờ thì trước khi vào chuyên ngành sâu thì chúng ta sẽ đề cập tới cái việc đó là nếu mà trước khi đi làm thì chúng ta phải đi học, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ trả lời cho ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là các cái thứ nhất là các cái trường đại học mà gọi là ở Việt Nam ấy, các trường đại đào tạo tự động hóa tốt tại Việt Nam. Làm biết thôi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là top các trường đi. Top các trường. Một số trường đại học đào tạo tự động hóa tốt tại Việt Nam bao gồm có Đại học Bách Khoa này, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghiệp này, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội này, Đại học Công nghệ Sài Gòn này, Đại học FPT, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội này. Ok, vậy thì cái thông tin này cũng khá là chính xác, đúng không? Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh này, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh này, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh này. Có một điều mình thấy là rất là hơi băn khoăn ở đây, đó là có một đại học mà không có tên ở đây nhưng lại rất là thành công trong các lĩnh vực Robocon, đó chính là Đại học Lạc Hồng. Thì không biết là Đại học Lạc Hồng có khá là mạnh về tự động hóa hay không. Ok. Bây giờ thì ok, sau khi mà các bạn trong một cái giải cái trường đại học này này thì anh em nào mà thích cái trường nào hoặc là yêu mến cái trường nào hoặc là có cái mức điểm phù hợp với cái trường nào thì anh em có thể là đăng ký để học, đăng ký xét tuyển nguyện vọng để đỗ được vào cái trường này. Đại học không phải là con đường duy nhất, tuy nhiên để làm được trong lĩnh vực tự động hóa thì các bạn bắt buộc phải có một tấm bằng của cái trường nào đấy cũng được, nhưng mà phải có cái bằng đại học. Thì anh em cứ chọn một trường đại bất kỳ ở đấy đi, học mà được. Ok. Sau khi học đại học rồi thì chúng ta có một vấn đề băn khoăn của sinh viên Việt Nam, đó là học đại học như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời thêm một câu hỏi, đó là cách học đại học, cách
hướng dẫn cách học đại học luôn, hướng dẫn cách học đại học cho sinh viên năm nhất đi. Năm nào thì cũng như nhau thôi, tuy nhiên thì năm nhất thì nó ấy hơn, năm nhất thì nó có vẻ như nó clear hơn, nó có nhiều cái thông tin hơn. Đấy. Hướng dẫn cách học đại học của sinh viên năm nhất thì cái này là do mỗi người một kinh nghiệm thôi, ai mà trải qua rồi thì sẽ có cái kinh nghiệm để học như thế nào như thế nào. Mình thì mình trải qua rồi, tuy nhiên thì mình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nên hôm nay sẽ xem là con ChatGPT này nó sẽ tạo cho chúng ta được cái thông tin gì. Thì đầu tiên là ChatGPT bảo rằng là chúng ta phải tạo một cái lịch học cụ thể. Để học tốt thì sinh viên năm nhất cần tạo ra một lịch học cụ thể. Để làm điều này thì họ nên truy cập vào thư mục sinh viên trên trang web của trường để xem lịch học của họ và ghi lại lịch học của họ trong từng một tờ giấy hoặc thiết bị điện tử. Thứ hai là tạo mục tiêu học tập. Sinh viên cũng cần phải tạo ra mục tiêu học tập cụ thể để giữ cho họ luôn cố gắng. Các mục tiêu này có thể bao gồm những điểm số mong muốn hoặc là trong các bài kiểm tra, các điểm số trung bình tối thiểu trong các kỳ thi hoặc các chỉ tiêu chung chung trong từng bài học. Ok. Thứ ba đó là chia sẻ ý tưởng với bạn bè gia đình. Sinh viên năm nhất cũng cần chia sẻ ý tưởng học tập với bạn bè và gia đình để họ có thể đảm bảo rằng họ có sự ủng hộ trong việc học tập. À, theo thứ ba, thứ tư đó là học trong nhóm, học theo nhóm. Bạn có thể tham gia học nhóm cùng các bạn sinh viên tương tự với mức độ và học cùng nhau. Nhóm này cũng có thể giúp bạn tập trung và chia sẻ các bài học, cùng nhau giải quyết các vấn đề và hỗ trợ nhau trong việc học tập. Và ok, đây là hết rồi. Sử dụng các cụm học tập hiệu quả của sinh viên năm nhất. Ok. Thì nói chung ấy, nó luôn luôn có hai vấn đề. Thứ nhất đó là tính kỷ luật và thứ hai đó là mục tiêu. Xét đến mục tiêu thì có mục tiêu thì chúng ta sẽ cố gắng học tập và để duy trì được cái mục tiêu đấy thì chúng ta sẽ có cái tính kỷ luật. Thì đây là hai cái phương châm mà họ đã đề ra cho chúng ta. Và thêm nữa đó là đi đi một mình thì đi nhanh nhưng mà đi với nhiều người thì nó sẽ đi xa hơn. Do đó nên họ chia sẻ cho chúng ta thêm là học theo nhóm và chia sẻ những cái ý tưởng của chúng ta với sự ủng hộ của gia đình và người thân. Ok, rất là hay. Đấy, anh em năm nhất thì có thể tham khảo qua nhé. Ok. Rồi. Tiếp theo này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần đó là người đi làm. Người đi làm thì cũng không có gì là phức tạp cả. Chúng ta sẽ có thêm một cái câu lệnh đó là làm thế nào để trở thành một kỹ sư giỏi tự động hóa chuyên môn cao, chuyên môn đấy. Để trở thành một kỹ sư tự động hóa chuyên môn cao, bạn cần thực hiện những bước sau này. Thứ nhất là học những kỹ năng cơ bản liên quan đến tự động hóa, bao gồm lập trình, hạ tầng mạng, tìm hiểu hệ thống tự động hóa và kiểm soát máy tính này. Thứ hai là tìm hiểu các công nghệ và giải pháp tự động hóa hiện đại nhất này. Thứ ba là tìm các cơ hội học tập hoặc làm việc với công ty tự động hóa bằng việc tham gia các hội thảo, đọc các tài liệu, tham gia các nhóm trao đổi trực tuyến, kiểm tra các chương trình học trực tuyến chuyên sâu và tự động hóa này, cụ thể là các chương trình đào tạo và định kỳ hoặc là kiểm tra trực tuyến. Ok. Học các phần mềm liên quan đến tự động hóa có thể bao gồm các cái phần mềm lập trình, phần mềm kiểm soát máy tính, các ứng dụng quản trị dashboard. Tìm hiểu công nghệ tự động hóa. Ba câu hỏi cho tôi. Đấy. Câu hỏi tiếp theo này. Những kỹ năng cần có của chuyên gia tự động hóa không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là cần học gì cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là những kỹ năng cần có của một chuyên gia đúng không? Những kỹ năng cần có của kỹ sư tự động hóa. Đấy, đầu tiên là hiểu cách hoạt động thiết bị và máy móc. Thứ hai là có các kiến thức về kỹ thuật điều khiển và động cơ. Thứ ba là có kiến thức về điện, điện tử, hệ thống tự động hóa và mạng. Có khả năng lập trình và lập trình máy tính. Có khả năng nhận dạng và phân tích sự cố. Có khả năng hoàn thành các tác vụ định kỳ bảo trì hệ thống. Có khả năng quản lý dự án và xem làm việc nhóm. Ok, tất cả những cái này nó nói hoàn toàn chính xác nha các bạn nhé. Tất cả những cái này liên quan đến tự động hóa này. Có thể các bạn không lập trình nhiều, có thể các bạn không làm việc nhiều với các cái thiết bị điện. Tuy nhiên thì các bạn rất là phải cần cái kỹ năng nhận dạng và phân tích sự cố này. Thứ ba là kỹ năng quản lý và dự án và làm việc theo nhóm này và hoàn thành các cái tác vụ định kỳ bảo trì hệ thống. Những cái việc này nó là kỹ năng mềm và trong thời gian đi làm thì các bạn sẽ được tích lũy.
Còn tuy nhiên thì trong cái thời gian đi làm thì chúng ta cũng được tiếp cận rất là nhiều với cái việc gọi điều khiển động cơ, kỹ thuật điện tử, hệ thống và mạng. Ok, rất là hay. Câu hỏi thứ 13 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu hỏi thứ 14. Bây giờ thì chúng ta sử sử dụng cái ChatGPT này cho cái phục vụ cho cái mục đích là lập trình PLC đúng không? Vậy thì mà. Đấy, làm thế nào để viết một chương trình PLC? Tìm. Đấy, đầu tiên này, tìm hiểu về công nghệ PLC và quy trình của nó này, chọn một hệ thống hợp tác phù hợp cho công việc của bạn này, xây dựng logic của bạn cho chương trình này, kiểm tra logic và chỉnh sửa cần thiết này, viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình, viết ngôn ngữ bằng chương trình PLC cho phù hợp này. Thế ra kiểm tra chương trình của bạn và chỉnh sửa theo cần thiết này, xác minh logic và chạy chương trình này. Ok, về cơ bản thì nó nói cũng khá là đúng đúng không? Đầu tiên đó là các bạn phải hiểu được công nghệ của hệ thống. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái logic này. Cái logic này nó giống như thế là cái graph set hoặc là cái flow chart hoặc là cái gì gì đấy, kiểu kiểu thế. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình PLC phù hợp. Ví dụ như là ngôn ngữ ladder này, ngôn ngữ structured text này, ngôn ngữ FBD này, hoặc ngôn ngữ sequence diagram ấy, kiểu kiểu đấy, NFC. Cuối cùng này thì bây giờ chúng ta hỏi nó một cái câu về chuyên môn sâu hơn một chút về PLC nhé. Ok, nó cần phải giải thích và giải thích về cái thuật toán điều khiển PID đi ạ, được chưa? Hãy viết chương trình đi. Viết chương trình điều khiển nhiệt độ bằng viết chương trình viết chương hãy viết chương trình hãy viết thuật toán PID đi. Hãy viết thuật toán PID trong PLC Mitsubishi. Đấy, điều khiển nhiệt độ. Ok, nếu mà nó làm được thì coi như là PID trong điều khiển để điều khiển chúng ta thuật toán PID này, thuật toán PID trong điều khiển. Oai. Oai. Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy gì không? Các bạn vừa mới thấy là cái thuật toán nó hiển thị cho chúng ta cái câu hỏi số 15 là cái câu hỏi cuối cùng rồi, mình không kịp. Đến lần sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn thấy nó import cái thư viện Mitsubishi.ha đúng không? Đấy, sau đó thì nó insert thêm cho chúng ta rất là nhiều thứ liên quan tới việc đó là thuật toán rồi các kiểu dữ liệu trả về đúng không? Và chúng ta nhận thấy rằng là cái ChatGPT này nó có thể thực sự là hữu ích cho chúng ta trong cái việc đó là giải quyết các bài toán POC mà sử dụng được cái ngôn ngữ giống như ngôn ngữ C cũng có ấy, kiểu như thế. Ok, đến đây thì chúng ta thấy rằng là ChatGPT cũng khá là ok trong cái việc đó là tìm hiểu các cái thông tin hoặc là sự cố hoặc là những cái mà kiến thức mà chúng ta cần biết. Đến đây thì video này thì cũng khá là dài rồi. Trong một video khác thì mình sẽ có 15 câu hỏi liên quan sâu hơn về cái việc là sử dụng ChatGPT trong cái một cái chương trình cụ thể của POC nó sẽ như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà thấy ok thì nhớ like, subscribe đến cái kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.